Hai xin mến chào tất cả cô chú anh chị đến với kênh là Đam mê cây cảnh mini. Và hôm nay là ngày 16 tháng 11 năm 2021. Thì con xin lên và giao lưu với tất cả cô chú anh chị đó là 5 cặp hồng ngọc mai ha. Thì một cặp như thế này con giá con sẽ lên rồi con có ghi sẵn hết trên cái băng keo như thế này rồi. Và cũng như cặp đầu tiên này đi, cặp hồng ngọc mai mã số 1 có giá là 250.000. Con bao ship cho cô chú anh chị. Thì mấy cặp này con mới vừa bứng từ đất lên và con vô chậu, thì nói chung là hồng ngọc mai thì nó rất là trâu cho nên con mới bán kiểu như thế này. Và con sẽ bao sóng cho cô chú anh chị nha, bao sóng rồi giá này con lên là con bao ship luôn đó. Và con xin lấy cái chiếc mực để so sánh với cái thân cây hồng ngọc mai này, tại vì những cây này là nó cỡ cỡ như chiếc mực không cô chú anh chị đó, nhưng mà được cái là bộ đế nó rất là đẹp ha, bộ đế thơm nha cô chú anh chị. Rồi còn phần chi tàn này thì là mình cắt tỉa từ từ cho nó tròn lại ha, xong rồi mình chia bông. Rồi cặp đầu tiên là cặp mã số 1, con xin đo chiều cao của nó là 31, chiều cao của cái này là 25, và cái thân là bự hơn cây viết mực, và cái này cũng bự hơn cây viết mực một tí. Rồi cặp đầu tiên mặt hồng ngọc mai, cặp đầu tiên mã số 1 con xin giao lưu giá 250.000 đó. Đây cô chú anh chị, hồng ngọc mai nha, cặp đầu tiên 250.000 bao ship. Rồi tiếp theo là cặp thứ hai, cặp này là mã số 2 có giá là 280.000 bao ship. Nói chung là con lên giá này là bao ship hết rồi nha cô chú anh chị. Chiều cao 31, cái này chiều cao 31 luôn, và cái gốc cây này là bự hơn cây chú mực, cây này là cỡ ngón tay nhỏ. Cặp hồng ngọc mai này có giá là 280 bao ship nha cô chú anh chị, 280k bao ship mã số 2. Rồi tiếp theo mã số 3, thân thì cỡ cây viết mực, thân bên đây cái này là bự hơn cây viết mực, và chiều cao là 27, chiều cao em này là 34. Rồi cặp mã số 3 này con xin cho luôn giá 190.000 bao ship, giá 190.000 nha cô chú chị. Hồng ngọc mai 190 bao ship mã số 3. Rồi tiếp theo mã số 4, thân thì bự hơn cây viết mực, cây này là một cây bay nha, chiều mình có thể trồng ở kiểu gì này cô chú chị. Mình làm cây này nó cũng như là nó đứng bên vách núi á cô chú chị, xong rồi nó mọc lên á, đi lên. Thì cây này là bự hơn cây viết mực luôn nha cô chú chị, cỡ nó hút á. Đó, chiều cao bộ đế nè. Rồi con đo chiều cao cái này nha cô chú anh chị, cái này là chiều cao bộ đế không nha, 13 cm, còn cái này là 25 cm. Mã số 4 có giá là 260.000 bao ship luôn nha cô chú anh chị. Mã số 4, cái bộ cặp này là đế rất đẹp. Rồi tiếp theo mã số 5 cũng là mã cuối clip, cao, bộ đế rất cao luôn. Cái thân thì bự hơn với một tí, bên đây cũng vậy, bự hơn với một tí nha cô chú chị. Còn chiều cao của hai em này là 33, chiều cao này là 40, chiều cao của bộ đế không là 16 cm nha cô chú chị, cái này là 12 rồi, đó, rất là cao ha.
cặp này cũng có giá là 260.000. Bao ship nha cô chú anh chị. Rồi, con xin mến chào tất cả cô chú anh chị, cô chú anh chị yêu thích Hồng Ngọc Mai thì xin liên hệ con qua số điện thoại là 0387849762. Cảm ơn nha. Rồi xin mến chào tất cả cô chú anh chị ạ.